最爱笑你偶有错别字，望着动心一张小小告贴。我最爱看你笑眼里没坏事，日夜伴在身边，说不出再见。为着互助幸福，摘一些摘一些过往的不舍，不牵挂在这。下阵就是幸福，一路漫步，我信一天总会遇到。Ê, bên ngoài nóng quá. Nè, tập hồ sơ có thù với cô hả? Có cần phải đóng nhiều đinh như vậy không? Xin lỗi. Trời ơi, sao hôm nay cô như người mất hồn vậy? Ngày thường cô đâu có vậy đâu. Châu Châu, để tôi giúp cô. À, Châu Châu à, cô sao vậy? Không sao chứ? Không sao. Không sao thật không? Cô cha tỷ, em gái, lát đây em nói chuyện với chị. Anh theo tôi. Châu Châu, tôi sẽ trở lại ngay. Nè, chuyện gì đây? Thật ra anh muốn thế nào? Không phải tôi đã nói với anh kêu anh đừng chọc phá chị tôi nữa mà. Đừng nói chọc phá khó nghe quá vậy. Tôi thấy cổ làm rớt đồ nên tôi nhặt lên dùng, chỉ có vậy thôi. Chỉ vậy thôi, anh đang tán tỉnh chị thì có. Làm gì có, tôi đã nói với cô rồi. Tôi chỉ muốn dù ông nội của tôi để tôi được trở về làm tổng giám đốc thôi. Tôi cảnh cáo anh đừng chọc phá chị tôi nữa, nếu không tôi sẽ không khách sáo với anh đâu. Mai, anh nói cần tài liệu về hồ sơ của khách hàng. Cảm ơn. Ủa, sao anh nói sẽ không hợp tác với ông Suzuki mà sao lại phải làm bản kế hoạch khác vậy? Bản kế hoạch này là bản cũ. Sao rồi, tài liệu cho cuộc họp sắp tới chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi, anh có cần coi lại không? Không cần đâu, chuẩn bị xong thì tốt rồi, cô ra ngoài đi. Đúng rồi, ông Suzuki đó còn muốn mặt bạc với mình nữa sao? Ông ta nói là chúng ta ra giá quá thấp, nhưng mà nếu công ty thỏa mãn tất cả yêu cầu của ông ta thì chúng ta sẽ không có lợi. Bây giờ làm ăn càng ngày càng khó khăn. Gần đây trên mạng mới tung ra một nhãn hiệu thời trang hoàn toàn mới của Mỹ, nhắm vào giới trẻ bây giờ. Tôi nghĩ là chúng ta có thể liên lạc với họ. Đúng rồi, tôi cũng nghĩ như vậy. Công ty chúng ta cũng nên trẻ quá. Nếu đã có ý tưởng như vậy thì cậu cứ việc tiến hành. Tôi biết rồi. Sương à, mấy năm nay nếu không có cậu ở bên cạnh giúp đỡ cho tôi thì tôi không biết mình sẽ như thế nào. Ông tưởng ông đừng nói gì. Ông là người đã tạo cho tôi cơ hội để học hỏi mới đúng. Tôi đã lớn tuổi rồi, công ty phải trông cậy vào người trẻ tuổi giống như các cậu. Tôi biết, tôi nhất định sẽ cố gắng làm việc. Nhưng nói gì thì nói, Hugo sau khi bị chuyển xuống làm nhân viên hình như đã tiến bộ hơn rất nhiều. Có một hôm tôi thấy nó bỏ buổi ăn trưa, nó nói phải làm xong hết việc mới chịu ăn. Tôi thật sự không dám tin, nó làm tôi sợ giật cả mình. Thật ra Hugo chỉ nhất thời ham chơi thôi. Lần này ông phạt anh ấy nặng như vậy, tôi nghĩ anh đã biết lỗi rồi. Hy vọng là như vậy. Nếu nó thật sự tu tâm dưỡng tánh thì tôi sẽ giao lại công ty cho nó quản lý. Tới lúc đó
cậu không phải vất vả như bây giờ nữa. Thì ra Mai và Suzuki thật sự có liên lạc với nhau, nhưng tôi vẫn chưa có đủ bằng chứng để lật tẩy Mai. Jima, anh có biết nội dung hợp tác giữa Mai và ông Suzuki là gì không? Chuyện đó thì chúng tôi không điều tra được, nhưng mà tôi biết tối mai anh ta đã hẹn với ông Suzuki gặp nhau ở quán bar Vịnh Đồng La. Cảm ơn nghe. Cảm ơn. Tạm biệt. Tạm biệt. Sao trùng hợp vậy? Ủa, chào. Trùng hợp gì? Anh không ngại chứ? Tôi nghĩ là cô ngại mới đúng. Tôi không hiểu ý anh nói. Lần trước tôi mua thuốc cho cô, hôm sau cô trả lại tiền cho tôi. Giống như là cô muốn nói với tôi chúng ta nên giữ khoảng cách thì hơn. Anh cũng tối lại 3 đồng cho tôi mà. Có phải cũng đồng ý với điều mà tôi muốn nói? Nếu đúng như vậy thì tôi nên ngồi bàn khác. Xin lỗi, tôi đầu hàng rồi. Cô muốn uống gì? Tôi mời. Bia đi. Làm ơn. Xin lỗi, ông cần gì? Cho tôi thêm chai bia. Dạ. Tôi đi toilet một lát, xin lỗi nha. Sao rồi? Có tìm được cái cô muốn tìm không? Tôi nghĩ chắc là do chúng ta đã chia tay nhau lâu quá, cho nên cô không còn nhớ là tôi làm việc rất cẩn thận, đâu có dễ dàng để cô nắm được điểm yếu. Lần trước sau khi bị cô nhìn thấy bản kế hoạch, tôi biết là cô sẽ tiếp tục điều tra, nên làm sao có chuyện tiếp tục ngang nhiên bàn chuyện với ông Suzuki như vậy. Nhưng mà tôi vẫn muốn khẳng định một chuyện. Có phải là cô thực sự muốn tìm chứng cứ để nói dân tưởng, nói là tôi cố tình phá hoại cơ hội hợp tác giữa Senus và ông Suzuki, sau đó lôi kéo khách hàng lớn về cho mình? Anh nói vậy là tự nhận rồi à? Phải. Vậy thì đã xong. Trước đây tôi cứ nghĩ chỉ cần có năng lực và bản thân chịu nỗ lực thì nhất định sẽ được nhìn nhận, nhất định sẽ được khen thưởng, nhất định sẽ có cơ hội. Nhưng đối với ông Tử mà nói thì tôi chỉ là một công cụ để giúp ổng và cháu của ổng quản lý Sinus thôi. Chúng ta khác với Hugo. Chúng ta không sinh ra trong gia đình giàu có. Cho dù chúng ta có cố gắng tới đâu thì cũng chỉ là dành gian sư giúp ông ta thôi. Tôi hiểu chứ. Nhưng dù sao cũng không nên bắn đứa Sinus. Cũng không có nghĩa là tôi sẽ lật tẩy anh. Dù tôi không lấy được bản kế hoạch, tôi vẫn có thể tố cáo với ông Tử. Vậy tôi phải nhắc nhở cô, trước khi gặp ông ta thì cô suy nghĩ cho kỹ đi. Không chứng cứ mà vu khống người khác sẽ như thế nào? Cô nghĩ là ông ấy tin cô hay tin tôi? Bằng chứng tôi có thể tiếp tục điều tra, ông Tử chưa chắc sẽ tin anh đâu. Bây giờ bên cạnh ông Tử còn ai có thể giúp được việc cho ông giống như tôi không? Ông ta không tin tôi, không lẽ tin cô? Nếu cô vẫn không chịu thua thì sáng mai cô có thể trực tiếp đến phòng của ông, nói hết những chuyện cô muốn nói ra. Nhưng mà tôi đảm bảo, tôi nhất định đủ khả năng khiến cho cô không còn đứng trong sân ếch nữa. Không tin cứ thử đi. Nếu tôi là cô á, thì chuyện bây giờ phải suy nghĩ, không phải là chuyện sáng mai có nên tìm ông Tưởng không, mà phải suy nghĩ về chuyện sau khi trở mặt với tôi rồi thì còn chỗ đứng ở Senus không. Hôm đó cậu ngồi sau xe của qua đi á, có thấy vui không? Vui lắm, vui lắm. Trời, sao mặt cậu đỏ quá vậy chứ? Cậu yêu rồi nha. Yêu cái gì mà yêu, nói khó nghe quá. Ba mình nói á, một người con gái khi biết yêu thì mặt sẽ đỏ lên, cho nên chắc chắn là cậu đã biết yêu rồi. Cậu mà còn nói mình sẽ không chơi với cậu nữa. Nhưng mà cậu đã yêu thiệt rồi. Cậu còn nói nữa. Bỏ đi, cậu có yêu người ta cũng vô dụng thôi. Thật ra cậu và dịch sẽ không có kết quả gì đâu. Cậu nói cái gì không có kết quả? Cậu không có coi phim truyền hình hay sao chứ? Mấy bộ phim truyền hình thường nói á,
Đại công tử nhà giàu như Dịch, Dịch là người đào hoa. Bây giờ anh ta theo đuổi cậu vì anh ta thấy cậu thú vị. Sau này hết cảm giác đó rồi thì anh ta theo đuổi cô khác. Mình không cho phép cậu nói Dịch, Dịch như vậy đâu. Không cho người ta nói cậu biết yêu, cũng không cho người ta nói Dịch, Dịch là người đào hoa. Sao cậu ngang ngược quá vậy? Cậu ngang ngược quá à, tối ngày nói bậy nói bạ. Cậu mới ngang ngược, cái gì cũng không cho mình nói, không chơi với cậu nữa. Mình cũng nghĩ chơi với cậu. Được thôi, nghỉ chơi luôn đi. Nghỉ chơi thì nghỉ chơi. Qua gia tỷ, em có một cà ri cá chiên mà chị thích ăn nhất nè. Chị không ăn đâu. Cá chiên cà ri nè, chị thích ăn nhất mà. Chị nghỉ chơi với kiểu kiểu rồi, bạn ấy thích ăn nên chị không muốn ăn. Sao tự nhiên hai người lại nghỉ chơi với nhau vậy? Bạn ấy ngang ngược lắm, suốt ngày cứ nói bậy bạ, chị không thèm làm bạn với bạn ấy nữa. Không ăn thật hả? Không ăn. Ê, qua gia tỷ, chị coi này thích không? Cái trứng này khó lắc lắm luôn đó. Kiểu kiểu lắc lâu lắm rồi cũng không trúng được. Em trai em tặng cho chị thiệt hả? Có một người khách trong công ty của em lắc được nhưng mà không lấy. Em biết chắc là chị thích cho nên đem về tặng chị đó. Cảm ơn em trai. Để chị gọi cho kiểu kiểu. Không phải là người nghỉ chơi rồi sao? Kiểu kiểu thật sự thích cái trứng này lắm. Bỏ đi, không nghỉ chơi nữa. Alo, kiểu kiểu hả? À, chị ba, nghỉ chơi là sao em vậy? Em trai mình mới đem về cái trứng mà cậu thích nhất nghỉ nè. Chơi. Em coi kìa, mấy đó đã làm lành rồi. À, ê, con người của Hoa Gia Tỷ là như vậy mà. Dễ cười mà cũng dễ khóc. Có chuyện gì á, chớp mắt một cái là quên liền hả? Hoa Gia Tỷ suy nghĩ rất đơn giản. Cho dù không vui thế nào, cũng sẽ quên rất nhanh. Chắc không dễ bị tổn thương đâu. Chú, cô tôi cái này giùm tôi. Dạ, biết rồi. Hai. Hả? Ý, sao cô photo ra giấy trắng không vậy? Hả? À. Nè, đi qua đi giúp cô nha. Có tôi giúp cô sẽ làm xong ngay thôi. Chút nữa chúng ta đi hóng gió. Chúng ta cùng cưỡi xe mô tô, cùng nhau thiên nhược hữu tình. Chị đệ, chuyện gì vậy? Châu trốn trong đó cả tiếng đồng hồ không chịu ra. Hỏi cổ làm gì cũng không chịu nói. Cô mau vô trong xem đi. Cảm ơn chị. Qua gia tỷ, là em nè. Có chuyện gì vậy? Qua gia tỷ, chị đừng làm em sợ mà. Quang đi ra ngoài đi. Ra rồi nói chuyện ha. Anh ta nói muốn cùng chị thiên nhược hữu tình. Hả? Chị nói gì vậy? Qua đi đó. Lúc nãy qua đi nói với chị là muốn cùng chị ngồi trên xe mô tô, muốn cùng chị thiên nhược hữu tình. Vậy thì tốt rồi. Không phải chị rất thích thiên nhược hữu tình sao? Nhưng mà chị không có chuẩn bị gì hết á. Chị đâu cần chuẩn bị gì nữa. Cứ như vậy để chơi với ảnh là được rồi. Không được đâu. Bữa nay lúc chị ra khỏi nhà đi hơi gấp nên tóc chị chưa có chải đàng hoàng. Bộ đồ đang mặc cũng không đẹp. Lúc qua đi và Jojo ngồi trên xe mô tô, Jojo rất là đẹp đó. Chỉ vậy thôi đúng không? Chị không muốn ăn mặc như vậy ngồi mô tô của qua đi đâu. Em gái à, phải làm sao đây? Có em đây, chị không cần phải lo lắng gì hết. Em sẽ trang điểm chị thật là đẹp có được không? Chị nhìn đi, thoa son lên đẹp lắm phải không? Vậy còn tóc của chị thì sao? Nè,
như vậy đã rất đẹp rồi, đẹp lắm rồi. Xin lỗi nha, để anh chờ lâu như vậy. Cô đẹp lắm. Em gái tôi đã giúp tôi đó. Qua đi sốt ruột lắm rồi, lên xe đi. Biết rồi. Ông chủ, bắt đầu tính từ bây giờ, mỗi tiếng là 1.000 đồng. Kéo cửa đi. Sao tiệm bánh này thấy quen quen đó. Mở cửa đi. Này anh muốn gì ạ? À, đúng rồi. Qua đi đã tới chỗ này mua bánh kem để tổ chức sinh nhật cho Jojo. Anh tổ chức sinh nhật cho tôi thật hả? Nhưng bữa nay đâu phải sinh nhật tôi đâu. Hôm nay là sinh nhật của Jojo. Thật hả? Vậy còn anh, sinh nhật của anh khi nào? Có phải anh cũng giống như qua đi, không biết sinh nhật của mình là ngày nào không? Phải. Cho nên ngày này mọi năm sẽ là ngày sinh nhật của chúng ta. Hay quá. Vậy sau này chúng ta sẽ cùng ăn mừng sinh nhật nha. Có làm gì vậy? Anh không nhớ sao? Trong đoạn này Jojo ụp nguyên cái bánh kem vô mặt qua đi đó. Cơn gió len qua từng hàng cây, cùng qua ca, cùng nhảy múa sưởi ấm cho tâm hồn. Em gái. Chị và Tưởng Dịch đi chơi có vui không? Vui lắm đó. Anh ha, anh chạy xe mô tô nhanh lắm. Chạy nhanh lắm. Anh chở chị đến rất nhiều nơi. Đi chơi với anh chị vui lắm. Vui thì tốt rồi. Em gái à. Chị, chị thấy càng ngày chị càng thích anh ấy. Qua gia tỷ à, thật ra thích một người thì phải nhìn cho thật kỹ, đừng có đi nhanh quá. Nè, giống như em vậy, lúc học trung học năm thứ tư em hẹn hò với một anh chàng trung học năm thứ sáu, nhưng mà hai đứa lại không hợp với nhau, cuối cùng bọn em đã chia tay nhau. Em đã khóc suốt mấy tuần lễ luôn. Nè, năm em học trung học năm thứ sáu, em lại gặp được một anh chơi bóng rổ. Anh ta rất là cao to, rất đẹp trai, nhưng thì ra anh ta rất đa tình, quen rất là nhiều bạn gái, nên em cảm thấy rất đau lòng đó. Ý của em là sao? Ý của em muốn nói là chị có thể đi chơi với Tưởng Dịch, nhưng mà chị phải nhớ, trên thế giới này có rất nhiều người xấu, rất là phức tạp. Trước khi chị chưa biết rõ người ta có thích chị hay không, thì chị đừng vội thích người ta, nếu không chị sẽ bị tổn thương đó. Chị có hiểu không? Người xấu hả? Qua đi đâu phải người xấu đâu. Tưởng Dịch không phải là qua đi. Qua đi là nhân vật trong phim, là giả. Tóm lại qua đi không phải là người xấu. Anh thật lòng yêu thương Jojo mà. Không tin á, em coi thử Thiên Nhược Hữu Tình đi. Em biết rồi, nhưng đó chỉ là trong phim mà thôi. Chị không biết em muốn nói cái gì nữa. Chị đi tắm đây. Tắm xong chị sẽ coi Thiên Nhược Hữu Tình. Cơn gió len qua từng hàng cây, cùng qua ca. Ý, xem lại ở đây. Em vừa xuống máy bay lại tới đây tìm anh. Em chờ anh cả đêm rồi. Xem không gọi điện cho anh chứ. Giờ này anh quá bận. Lần nào em gọi cho anh cũng nói đang bận mà, nên không nghe điện thoại được. Đúng vậy, gần đây anh hơi bận một chút. Vậy sao? Vậy nói xem anh bận chuyện gì? Ngày thường anh đâu có ăn mặc như vậy. Em đứng đợi anh lâu rồi, hay là anh chở em đi ăn nha.
Không cần đâu. Em về. Nè, sao vậy? Em giận anh hả? Em cảm thấy gần đây chúng ta có vấn đề. Em biết anh bị ông nội điều xuống phòng hành chính nên không thấy vui. Anh chịu áp lực rất lớn. Nhưng em chưa bao giờ muốn để anh một mình đối mặt với chuyện đó. Em rất muốn chia sẻ với anh, nhưng rõ ràng là anh không cần em. Không phải đâu. Nè, sao anh không cần em được chứ? Anh thực sự rất là cần em mà. Anh không muốn em phải lo lắng nên không kể chuyện công ty cho em nghe thôi. Tóm lại em tin anh đi hả? Anh nói thật lòng đó. Có thể là ngày thường anh để cho em cảm thấy anh chỉ biết ăn chơi, không cho em cảm giác an toàn. Nhưng mà em là người đầu tiên mà anh muốn được sống chung suốt cuộc đời. Không phải anh đã nói với em rồi sao? Anh thật sự muốn kết hôn với em. Em tin anh đi. Anh nghiêm túc đó, anh nói thật mà. Hả? Như vậy gọi là cầu hôn sao? Thì đúng rồi. Đừng nói là em không đồng ý nha. Anh biết em sẽ không từ chối anh mà. Yes. Anh đúng là xấu xa. Anh biết em chắc chắn sẽ đồng ý mà. Còn làm bộ vui vẻ nữa. Cái gì mà làm bộ chứ? Lúc nãy anh sợ em không đồng ý thật mà. Nè, đó là phải giữ lời đó. Lên bàn đăng ký kết hôn liền đi. À, không không không, phải đi với em trước đã. Nè, đi xe này nha. Làm sao ngồi đi? Cậu chủ. Ừ. Ông nội Hugo, sao trễ vậy? Có phải đi ăn với cô Châu không? À, dạ phải. Xem ra hai đứa cũng ổn định lắm rồi ha. Dạ phải, ổn định. Ổn định lắm. À, ông nội, ông cũng nói là cô ấy là một cô gái tốt. Con càng ở gần cô ấy thì càng cảm thấy cô ấy rất là dễ thương. Thì đã hẹn hò với một cô gái ngây thơ như vậy, đúng là cảm thấy thật sự ý nghĩa. Vậy thì con phải nghiêm túc một chút. Đối với chuyện tình cảm lúc nào con cũng nghiêm túc. Con đã lớn như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên con muốn sống suốt đời bên cạnh một người. Nói gì thì nói, con nói dẫn cô ấy về gặp ông mà. Sao lâu quá vậy? Ờ, bữa khác đi ha, bữa khác. Còn bữa nào nữa? Tuần sau là sinh nhật của ông rồi, con dẫn cổ tới tham dự đi. Tuần sau, nhanh vậy sao? Một cô gái tốt như vậy thì phải giữ cho thiệt chặt. Còn nữa, nếu để người khác giành mất á, thì con sẽ hối hận suốt đời. Nhưng nếu dẫn cô ấy tới dự tiệc thì có phải là quá nghiêm túc hay không? Với lại người ta là con gái thì hay bắt cỡ lắm. Con chuẩn bị tâm lý sẵn thì không được đâu. Ờ, tụi con cũng vừa mới bắt đầu chưa lâu, cũng chưa ổn định mà. Hồi nãy con nói đã ổn định rồi mà. Vậy sao? Đủ rồi nha. Kêu con đưa người ta về thì con cứ đẩy qua đẩy lại. Có phải con giấu ông chuyện gì không? Đương nhiên là không rồi. À, ông nói sinh nhật phải không? À, sinh nhật vậy. Cái gì? Anh giả hẹn hò với Hoa Lệ Châu để lấy lòng ông Tưởng hả? Không phải là chơi quá đáng vậy chứ? Nói chính xác hơn là tôi giả vờ hẹn hò với Hoa Lệ Châu để lừa ông nội của tôi. Hoa Lệ Châu rất là ngốc, sẽ làm theo sự sắp đặt của tôi thôi. Hoa Lệ Châu bị thiểu năng đó, chuyện này không giấu được lâu đâu. Nếu nội anh biết anh cố tình gạt ổng thì sẽ nguy to. Lúc đầu tôi chỉ định đóng một vở kịch cho nội tôi coi, giả vờ như đang hẹn hò nghiêm túc với Hoa Lệ Châu để cho nội giao lại chức tổng giám đốc cho tôi. Sau đó thì kiếm cớ gì đó để chia tay. Chuyện này cũng thường thôi mà, rồi tôi sẽ không nghi ngờ đâu. Ai ngờ ông nội của tôi lại nói là tuần sau muốn gặp Hoa Lệ Châu. À, anh cũng biết chỗ này của ta có vấn đề mà. Tới lúc gặp mặt lộ tẩy hết thì phải làm sao? Cho nên nửa đêm anh gọi tôi ra đây để cầu cứu đó hả? Tôi muốn anh cho Hoa Lệ Châu nghỉ phép một tuần lễ, nhưng mà tuyệt đối đừng để cho nội tôi biết đó. Cho dù thế nào anh cũng phải giúp tôi. Nếu ông nội có tìm chúng tôi thì anh tìm cái cớ để nói cho qua chuyện. Vậy là được rồi, được không? Anh đừng có nói với tôi là anh muốn huấn luyện Hoa Lệ Châu đó nghe. Anh thông minh thiệt đó. Chỉ một tuần lễ thôi có được không vậy? Đâu còn cách nào. Nhưng mà cổ có nhiều chuyện không giấu được lâu đâu. Tới lúc đó lộ tẩy thì phải làm sao? Tôi biết mà. Lần trước được cô ta đi ăn cơm, vừa nghe bài hát khúc nhạc vui, tự nhiên cổ nhiệt bắn lên, vừa nhảy vừa hát là tôi sợ muốn chết. Nhưng mà dù sao cũng hết cách rồi, nên phải cá cược một lần, được không? Cái gì mà được không? Thì chuyện xin nghỉ một tuần lễ đó. Ờ, tôi có thể không cho hay sao? Anh em với nhau mà, tôi biết anh nhất định sẽ giúp tôi. Không phải là vấn đề tôi có giúp anh hay không, mà vấn đề ở chỗ anh có qua được cái ải sinh nhật hay không. Tóm lại lần này sống hay chết đều trông chờ vào buổi sinh nhật này thôi. Thiếu gia, tôi giúp cho anh đặt chỗ, cùng với lưu diễn viên quần chúng. Vậy là buổi diễn tập như thật đó. Wow. Chú Châu à. Hả?
Hôm nay chúng ta không giả làm qua đi và Jojo nữa hả? Hôm nay chúng ta không đóng giả người khác, chúng ta sẽ làm chính mình. Tôi là Tưởng Dịch, còn cô là Hoa Lệ Châu. Hả? Cô đi với tôi thấy có vui hay không? Vui lắm. Vậy cô có muốn sau này sẽ mãi mãi đi với tôi không? Muốn. Muốn thì được rồi. Nè, cô nhớ nha, bắt đầu từ giờ phút này cô phải học làm công chúa, còn tôi là hoàng tử. Không phải anh nói chúng ta sẽ làm chính mình sao? Thì tôi là công tử của Sinus cũng có thể coi là hoàng tử mà. Ờ. Cho nên nếu cô muốn sau này chúng ta sống thật là vui vẻ thì cô phải học làm công chúa. Ờ. Và ngày nữa tôi sẽ đưa cô tới một buổi vũ hội rất là hoành tráng. Cô phải nhớ, cô phải đạt điểm tối đa trong buổi vũ hội đó mới có thể cùng tôi giống như công chúa và hoàng tử sống vui vẻ với nhau. Ờ. Sao cô cứ hoài vậy? Thật ra cô có hiểu hay không đây? Tôi hiểu rồi. Tôi phải học làm công chúa, phải đạt điểm tuyệt đối, như vậy mới có thể cùng anh giống như công chúa và hoàng tử sống vui vẻ với nhau, có phải không? Không ngờ có lúc cô cũng thông minh thật đó. Có phải tôi lấy được điểm tuyệt đối rồi không? Đâu có dễ dàng vậy. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra sơ bộ trước. Wow, có nhiều đồ ăn quá à. Lễ nghi không điểm. Qua lại cháu. Hả? Bác ruột cá bác cũng tới đây hả? Người này không phải bác ruột cá, người này là ông nội của tôi. Thì ra ông nội của anh là bác ruột cá ha. Đối đáp không điểm. Bác ruột cá, sao bác lại đeo mặt nạ vậy? Phép xã giao không điểm. À, thì ra anh không phải là bác ruột cá. Dễ thương quá à, cho tôi mượn cho chơi nè. Đi. Đau quá, đau của tôi. Cho tôi mượn đi. Không điểm, không điểm, không điểm, không điểm. Toàn bộ đều không điểm hết á. Ba cái này á, đáng lẽ phải cho điểm âm mới đúng đó. Thôi bỏ đi, Dịch Thiếu Gia. Không thể quay đầu lại được. Hôm nay không tính, vẫn còn 6 ngày mà. Trong vòng 6 ngày này, tôi phải cải tạo cả con người của Hoa Lệ Châu, để trong buổi tiệc sinh nhật đó cô ta trở thành một công chúa thiểu năng mà không ai nhận ra hết. Một cô gái mà IQ có vấn đề muốn huấn luyện để cổ làm việc trong quán ăn đã là chuyện khó khăn lắm rồi, Dịch Thiếu Gia. Đúng vậy đó, huống hồ là muốn cổ làm công chúa. Tiêu đề của hành động này được gọi là công bằng, quý phái, chúc mừng. Wow, lại tới đây xem pháo bông nữa hả? Châu Châu. Hả? Cô thực sự muốn sống với tôi có phải không? Phải đó. Vậy cô phải thông qua kỳ thi, lấy được 100 điểm mới có thể ở bên cạnh tôi. Ừ. Nhưng mà quá trình rất là vất vả. Tôi không sợ vất vả. Ừ. Vậy chúng ta bắt đầu nha. Ừ. Qua. Nếu cô muốn lấy 100 điểm thì không được nói năng lung tung trong buổi vũ hội. Nếu không có sự chỉ thị của tôi thì không được phép nói gì hết. Ừ. Tôi sẽ ra ám hiệu cho cô. Cô nhất định phải nhớ 5 ám hiệu này. Nếu tôi bấm vào ngón tay cái của cô thì cô phải nói thank you. Nếu tôi bấm vào ngón trỏ thì cô nói xin chào. Nếu bấm vào ngón giữa thì cô phải mỉm cười rồi gật đầu. Tóm lại cô phải nhớ mỉm cười gật đầu. Ừ. Nếu bấm vào ngón áp út thì mỉm cười lắc đầu. Nếu bấm vào ngón út thì nói excuse me. Excuse me. Cô nhớ chưa? Nói cái gì? Tôi nhớ hỏng hết. Không sao, chúng ta từ từ học nha. Hả? Nhưng mà cô phải ráng nhớ đó, được không? Ừ. Ừ. Vậy thử lại lần nữa nha. Ngón tay cái. Thank you. Ngón trỏ. Xin chào. Ngón áp út. Mỉm cười gật đầu. Đúng rồi, ngón út. Tôi quên mất tiêu rồi. Không sao, nè làm lại đi. Xin chào. Excuse me. Mỉm cười gật đầu. Ừ, rốt cuộc đã nhớ hết rồi. Thưởng cho cô, mời cô đi ăn buffet nha. Ăn buffet hả? Được đó, được đó, được đó. Tôi nhớ mấy cái này tới nỗi đói muốn chết luôn. Wow. Thôi đã. Gì nữa? Cô phải nhớ bắt đầu từ lúc này. Dù thấy đồ ăn ngon cỡ nào cũng không được chảy nước miếng, không được lấy ăn. Hả? Tại sao vậy? Vì nếu cô ăn trong buổi vũ hội thì cô sẽ không lấy được 100 điểm đâu. Sao nữa? Vì một công chúa cao quý khi ở những nơi cao quý sẽ không ăn ở trước mặt mọi người.
Vậy công chúa không ăn luôn sao? Công chúa không những không ăn mà công chúa còn không cãi lời nữa. Không được nhìn người khác ăn. Đã không được ăn rồi cũng không cho nhìn nữa. Không được mếu. Không được ứa nước mắt. Mỉm cười, gật đầu. Không sao chứ? Đau hả? Có sao không? Trời, sao chảy máu rồi nè? Nè, chân cô bị kẹp tới chảy máu, sao không nói tiếng nào vậy hả? Tôi có nói là chân tôi đau mà. Cô chỉ nói đau thôi, đâu có nói là rất đau. Tôi đâu có biết là cô bị chảy máu. Đáng lẽ cô phải nói tôi đau quá, đau muốn chết luôn. Cũng đâu tới mức phải chết đâu. Nhưng mà tại anh nói quá trình vất vả lắm. Tôi đã nói là không sợ vất vả mà. Nhưng nếu cô đau quá thì phải nói với tôi chứ. Bây giờ cô khiến cho tôi suýt chút nữa trở thành hung thủ giết người rồi. Hả? Anh trở thành hung thủ giết người hả? Sao vậy? Tôi nói suýt chút nữa chứ không phải đã trở thành như vậy. Tóm lại lần sau cô đau thì phải nói nghe chưa. Ờ. Nhưng mà không có chỉ thị của hoàng tử thì công chúa không được tùy tiện, không được nói chuyện tùy tiện. Tóm lại cô nhớ là lần sau đau thì là ngoại lệ, nhất định phải nói với tôi, biết chưa? Ờ. Ừ. Ê, cũng tại tôi không tốt làm cho chân cô bị đau tới như vậy. Cô nghỉ ngơi vài ngày đi. À, không được. Anh nói không còn thời gian mà. Tôi nhất định phải cố gắng luyện tập. Nhưng mà chân của cô. Chân tôi hết đau rồi, dán băng keo rồi mà. Tôi phải tiếp tục luyện tập. Vậy hai ngày này lúc cô mang giày nhớ phải cẩn thận đó, đừng để đụng trúng chỗ bị thương. Dịch dịch anh tốt với tôi quá. Tôi tốt đâu có làm cho chân cô bị đau tới như vậy chứ. Cảm ơn. Anh đây không phải là thiếu gia Tưởng Dịch sao? Sao ở nhà chúng tôi vậy? Tôi ông chủ à, tôi có chuyện muốn nói với anh. Qua gia tỷ hả? Sao cậu thiếu gia đó lại tới nhà của mình vậy? Nói cho em biết đi, nhanh lên. Nè, không được đi. Từ ngày chị nói chuyện thẳng thắn lắm mà, sao hôm nay kỳ lạ vậy? Mặt đỏ hết rồi kìa. Đừng nói chị và anh ta. Ê. Cái gì? Anh muốn huấn luyện chị tôi trong 6 ngày hả? Không thể nào. Tôi muốn lắm sao? Anh không muốn tại sao còn làm? Tôi đâu còn cách nào khác. Ông nội tôi muốn tuần sau gặp cô ta trong buổi tiệc sinh nhật. Nếu không làm vậy thì làm sao? Anh mới huấn luyện chị tôi có 1 ngày đã làm cho chị thương tích đầy mình. Nếu thêm mấy ngày nữa chắc chị tôi mất mạng luôn á. Yên tâm, những ngày tới tôi sẽ cẩn thận hơn. Anh đừng nói cho có đó. Nếu chị tôi xảy ra chuyện gì tôi sẽ tính sổ với anh á. Ê, được rồi, tôi biết rồi mà. Tóm lại bây giờ chúng ta đang cùng chung chiến tuyến, cùng tiến cùng lui. Nếu không phải vì công việc, tôi không bao giờ chấp nhận đâu. Có lợi cho cô rồi mà. Ngón tay cái là thank you. Ngón trỏ là xin chào. Ngón giữa là mỉm cười gật đầu. Ngón áp ố là xin lỗi nha qua gia tỷ.
Chị cố chịu đựng nha. Lời tưởng dịch đưa chị làm tổng giám đốc, em không còn sợ bị Mai sa thải nữa. Xin lỗi chị. Ngón tay cái than kiều, ngón trỏ xin chào, ngón giữa mỉm cười gật đầu. Tới rồi, xuống xe đi. Sao nhanh vậy? Tôi muốn học thêm lần nữa. Lúc nãy ở trên xe đã học thuộc hết rồi. Được rồi, không có sai đâu. Nhưng mà nếu muốn lấy điểm tuyệt đối thì không được tới trễ. Vậy cũng phải. Đừng có hồi hộp quá. Tóm lại cô phải nhớ lúc gặp ông nội của tôi, câu đầu tiên phải nói là sinh nhật vui vẻ. Còn chuyện khác tôi sẽ ra ám hiệu cho cô sao? Ừ. Được rồi công chúa, mời xuống xe. Có rất nhiều người đang chờ cô xuất hiện đó. Sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn. Sinh nhật vui vẻ ông Tưởng. Cảm ơn. Chúc mừng ông Tưởng sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ. Để không chù đau. Ông Tưởng, Hugo tới rồi. Hả? Chính thức giới thiệu với nội, đây là bạn gái của con, Hoa Lệ Châu. Ông Tưởng, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn. Được lắm. Thank you. Hoa gia tỷ, chị phải cố lên đó. Thưa các vị quan khách, buổi tiệc sinh nhật của ông Tưởng Sơn xin được chính thức bắt đầu. Bây giờ chúng ta hãy dành một tràng pháo tay nhiệt liệt để mời ông Tưởng Sơn bước ra mầm vị khách nữ ở đây cùng ông nhảy nhạc đầu tiên. Xin mời. Vậy như bình thường tôi dạy cô là được rồi. Cho tới giờ phút này tôi cho điểm tuyệt đối. Thank you. Sương à, có chuyện gì ông Tưởng? Cậu hãy điều tra giúp tôi gia cảnh của Hoa Lệ Châu. Ý của ông Tưởng là tôi không phải là loài người cổ hủ, cũng không cần môn đăng hộ đối, nhưng quan trọng nhất là gia cảnh phải trong sạch đó. Xem ra lần này ông Tưởng rất nghiêm túc. Hugo rất có mắt nhìn người. Cảm ơn. Đừng khách sáo. Xin chào. Cảm ơn. Hôm nay hình như là cô không giống như ngày thường. Không phải cáo của tôi có vấn đề chứ? Hả? Có thể cho tôi quá nhạy cảm. Tôi cứ luôn cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Có ai đó? Chắc là cô không phải nói tôi đó chứ? Anh thấy sao?
Tối nay tôi thấy cô hình như là vui hơn bình thường. Vậy à, tôi không cảm thấy vậy. Có thể ngày mai tôi sẽ vui hơn thì sao? Ngày mai? Chưa hết ngày hôm nay mà nghĩ tới ngày mai à? Vì tôi tin là ngày mai sẽ tốt hơn. Được, chúc cô như ý. Cô giỏi quá. Cô nhảy sai bước nào hết. Ông đòi cho cô 100 điểm. Thật hả? Ừ. Có đói bụng không? Đói chứ. Nhưng mà tôi không có đi lấy thức ăn. Tôi biết. Bây giờ tôi đi lấy thức ăn cho cô ăn nha. Không phải anh nói công chúa không được ăn sao? À, chỉ cần hoàng tử cho phép là được rồi. Vậy hả? Vậy chúng ta đi lấy đồ ăn đây. Vậy của cô khó đi lắm. Đừng đi lại nhiều quá. Để tôi đi lấy cho. À. Các vị quan khách, để không khí của buổi tiệc hôm nay thêm phần sôi nổi, tôi muốn mời một vị quan khách ở dưới lên biểu diễn một tiết mục. Mọi người thấy thế nào? Được. Vậy vị quan khách đó là ai đây? Nếu tôi muốn mời cô gái lúc nãy đã kêu vũ dương tự cô Hoa Lệ Châu lên đây, mọi người thấy được không? Được. Tôi. Làm ơn cho quá. Sao lại như vậy chứ? Tôi đang định hỏi cô. MC nói gì có phải do cô quyết định sao? Trước đó đâu phải như vậy. Hugo à, con gái Hồng Kông bây giờ đa số rất ổng nghèo, nhưng bạn gái của con thì lại không như vậy. Dạ phải. Nhưng mà tôi không biết biểu diễn gì hết. Bài này tôi biết nè, tôi hát cho mọi người nghe nha. Cơn gió len qua từng hàng cây, cùng hòa ca, cùng nhảy múa sưởi ấm cho tâm hồn. Cơn gió len qua từng hàng cây, cùng hòa ca, cùng nhảy múa sưởi ấm tâm hồn. Cơn gió len qua trời ơi, gái múa kỳ quá vậy. Cùng qua giống y như con gái múa tụi của tôi đang học trong lớp mẫu giáo gì. Sưởi ấm cho mẫu giáo hả? Hồn. Tôi thấy còn gây thơ hơn nữa. Cơn gió len qua từng hàng cây, cùng hòa ca, cùng nhảy múa. Chỉ cần tôi ngoan ngoãn đạt điểm tuyệt đối, sau này sẽ có thể cùng tưởng dịch giống như hoàng tử và công chúa, sống vui vẻ, thật là vui vẻ. Vì mong giấc mơ cấp trôi, hội được thất ngoại lữ. Vì cho cô rất hạnh phúc, chai một xe, chai một xe. Quá vọng đi bất sẽ, bất hiên qua rồi sẽ. Hạ trần, 就是幸福.